ai ai thì ai biết thì bà kêu lại gáp thì tôi lại gáp chứ. Hồi sáng bà điện cho tôi làm chi? Ủa sao đấy, nói nhà bà quả đen, bà đen, bà phải tên bà quả đen không hả? Ủa thì quả đen thì nhà nhà đây rồi chứ nhà đâu nữa phải không? Ừ, sao mà không kêu, không kêu sao, không kêu sao tôi trả lại? Dạ, bình chào cô chú anh chị. Hôm nay mình cũng nhận được tấm lòng vàng từ anh Hoàng sống bên thành phố Hồ Chí Minh đó, cũng có nhu cầu bình mua bếp ga và bình ga cho cô Bà Đen. Thì bên cạnh đó thì mình cũng lại tới đây cũng ở trong xóm của cô Bà Đen đó, thì cũng có cô chú bán để là hãng bia, hãng nước đá Hiệp Đào đó, thì cũng có bán bếp bình ga. Thì bây giờ mình mời cả nhà cùng tiến vào trong để mua bếp ga và bình ga cùng với cho cô Bà Đen ha cả nhà. Dạ con chào chú. Dạ chào anh. Dạ chú có thể là cho bà con bác biết tên được không chú? Dạ tôi tên Hiệp. Dạ chú Hiệp ơi, tại con đến đây con cũng không biết là ở đâu, nhưng mà đây là xóm của cô Bà Đen đúng không chú? Đúng rồi. Rồi một phần nữa mình em con có thấy là ở ngoài á, mình để hãng là bán nước đá và bán bia hay nước chảy khác rồi đó đúng không chú? Đúng rồi. Dạ thì bên cạnh đó thì chú cũng có bán ga và bình ga luôn ha. Đổi bình ga luôn ha. Bình ga luôn. Bán ga luôn. Dạ vậy là ở trong xóm ha chú ha. Rồi con qua tới đây á, một phần là con cũng nhận được tấm lòng con muốn mua là bếp ga và bình ga cho cô Bà Đen. Chú có biết nhà của cô Hoa không? Hồi đó là ở đây là kêu là cô Hoa. Hoa. Dạ. Hoa. Hoa. Rồi thì bây giờ chú có thể là giới thiệu sơ lược qua về bếp ga cho con được biết được không chú? Dạ. Tội ghẻ nhất là như thế nào hả chú? Cái này là cái tội ghẻ nhất là nó 480. Ghẻ nhất là 480 hả? Nó hiệu gì hả chú? Hiệu này là thằng National. National. Rồi thằng cái thằng này. Cái đó là hiệu gì chú? Gakuben. Gakuben. Còn thằng này là Naminus. Hàng tốt, cái đó tốt. Dạ. Thằng này là hàng tốt. Dạ, giá như thế nào? Cái thằng này là 720. Chú chỉ bán có 3 loại hay là sao? 3 loại. 3 loại thôi ha. Thì bếp có 2-3 loại gì thôi. Thì chú chỉ bán có 3 loại ha cả nhà. Chú cũng có đổi nước này kia ha. Rồi thì bây giờ chú lấy cái cho con cái mắt nhất đi. Rồi cái 50 đút. Dạ, dạ chú lấy cho con. Lấy cho con coi thử coi. Dạ. Vậy là cái này là mắc nhất cái chỗ chú phải không chú? Cái này là mắc nhất. Inox xịn hả? Dạ. Cái bếp này là cái mắc nhất đúng không chú? Giống là 720 ha chú ha. Rồi chú bán cho hoàn cảnh cô Hoa đó, chú có thể là bớt cho con một chút xíu được không chú? Thì nói chung là vậy, nhưng cũng như là anh cũng mua cho cái hoàn cảnh khó khăn phải không? Dạ. Yeah. Rồi thì bây giờ anh mua cái bếp không hay là mua trọn bộ? Dạ yeah, thì con á, mua thì mua bếp và bình và cộng dây nữa. Rồi tại vì nhà là chưa nhà mới bàn giao á, chưa có cái gì hết á. Bộ. Dạ. Rồi như vậy đi, rồi mua đặt cái tỷ anh mua trọn bộ hết thì tôi bán cho người khác á, thì bán người ta như bình thường thì khác. Dạ. Còn như hoàn cảnh như vậy á dạ, thì đặt cái tỷ đi tôi cộng lại hết. Dạ. Là hết số tiền siêu đó. Dạ. Tôi có thể tiếp lại cho cô Quả Đen, tôi như tiếp cho. Dạ. Không có là bán thẳng giá như là bán cho người khác. Dạ. Như vậy. Rất là chân thành cảm ơn chú ha. Mấy anh cũng biết hoàn cảnh với chị. Dạ. Tôi góp phần được một chút ít đỉnh nào tôi góp phần dùng cho tiếp cho mấy anh nữa. Dạ. Rồi con cũng rất là chân thành cảm ơn chú ha. Thì bây giờ chú lấy cho con một cái bếp này với một cái bình ga. Là bình ga hiện tại bây giờ giá thị trường là bao nhiêu hả chú? Bình ga hiện tại là giá thị trường là bán nước, cái nước không á nha. Dạ. Là 335. Dạ. Yeah. Rồi còn rồi cái bình đó là vỏ là 300.000 một cái vỏ. Đó. Rồi cái thêm cái cọng dây với quan. Cái cọng dây này là cọng dây inox là 100.000. Cọng dây inox là 50 nút cũng đi chung cùng hiệu này luôn. Dạ. 150.000. Dạ. Rồi thì bây giờ chú cộng sổ cho con mấy cái này đi, rồi xong cái chú nói là chú bớt để coi chú bớt như thế nào ha. Dạ. Chú cũng cộng sổ rồi hả chú?
Cái lò là 720 ha chú ha. Dạ. Dây 100. Dạ. Khóa quan 150. Dạ. Vừa bình vừa nước luôn á là 630. À 630 ngàn ha. Là tổng cộng hết trơn á là 1 triệu 6. À 1 triệu 6. Ờ. Thầy chú nói là chú bớt cho con là bớt với như thế nào hả chú? Rồi, con rồi, thấy rồi. Cái này là giá gốc không nè? Rồi. Rồi cũng như bây giờ á, hiện tại bây giờ á là thôi gì là 1 triệu 6 này. Dạ. Phải không? Là thôi tôi gì là tôi cũng tiếp cho mấy anh 100 ngàn đi, tôi lấy cho 1 triệu rưỡi trả. Dạ, rồi con cũng rất là chân thành cảm ơn chú đã giúp cho hoàn cảnh của cô qua. Mấy anh cũng giúp đỡ những người nghèo, tôi mua bán rồi thôi cái gì tôi tiếp tại cho mấy anh 100 ngàn. Dạ. Lấy 1 triệu rưỡi trả. Dạ, rồi. Nguyên bộ hết tổng bộ. Vậy là một chút xíu nữa chú đi gáp giùm con được không? Được. Dạ, thì bây giờ con gửi tiền cho chú. Bây giờ chú đi gáp giùm cho con luôn ha. Được. Dạ. Rồi bên cạnh đó thì mình có khuyến mãi gì không? Có giống như tặng thêm cái gì không? Tôi thì có tặng thêm một bột ngọt. À, một bịch bột ngọt ha. Rồi. Rồi, con cũng cảm ơn chú nhiều ha. Chú tặng thêm một bịch bột ngọt ha. Rồi, cảm ơn chú ha. Được. Chú nhớ chú gáp kỹ kỹ giùm cho con nha. Một xíu nữa con cũng đi vào bển để coi chú gáp. Con sợ là gáp xong á đôi khi mình bật này kia nó xì á ha. Bây giờ con cũng gửi cho chú cái tiền con mà mua đó. Chú nói là còn 1 triệu rưỡi đúng không? Chú nhận tiền đủ không chú? Dạ dạ rồi. Rồi mời cả nhà cùng đi gáp bình ga cho cô bà đen ha. Dạ. Đây cả nhà thì chú cũng đang chở bình ga đi vô nè các bạn. Nhà cô bà đen không biết các cô bà đen có biết là bình mua hay không các bạn. Mời cả nhà. Ủa qua từ sáng qua điện kêu lấy bếp với lò hả? Ai kêu? Ủa sao nói bà điện mà kêu? Tao không kêu đâu, thì kêu là tiền nó trả. Thì ai biết rồi thì bà kêu thì tôi lên gáp. Kêu là điện tao không kêu đâu, thì kêu là tiền nó tao trả. Ủa sáng bà nói bà kêu gáp rồi gáp mà. Tao không kêu đâu. Rồi tôi trở lại đây rồi thì sao giờ? Ủa tao không kêu đâu, thì kêu là tiền nó trả. Ai thì ai biết thì bà kêu lại gáp thì tôi lại gáp chứ hồi sáng bà điện cho tôi làm chi? Tao có điện nào, tao có biết số mày đâu. Ủa sao đấy nói nhà bà quả đen, bà quả đen, bà phải tên bà quả đen không? Phải. Hả? Phải. Ủa thì quả đen thì nhà đây rồi chứ nhà đâu nữa phải không? Đúng rồi. Ừ. Tôi kêu. Sao mà không kêu? Không kêu sao? Không kêu sao tôi trả lại? Không có tiền trả đâu. Thôi giờ lỡ rồi tới đây tôi gáp cho luôn đi rồi mà chiều mơ gì trả. Được không? Cũng được nữa. Yêu cầu có trả là được rồi. Rồi. Ừ. Rồi giờ phải không? Tao kêu tiền đâu trả. Ừ. Bây giờ tôi gáp cho phải không? Rồi từ từ bán vé số trả tôi phải không? Rồi. Phải không? Rồi gáp rồi mới tính tiền sao nghe không? Rồi. Chưa bây giờ là chưa hiện tại là chưa có tính tiền đâu đó. Rồi. Phải không? Bây giờ gáp ở đâu chỉ đi tao vô. Ủa gáp. Cô bà đen bữa nay kêu bếp ga lại luôn hả? Tôi không có kêu. Vậy? Tôi kêu tôi tiền đâu tôi trả. Rồi sao chú đem lại? Rồi bếp này mắc tiền lắm á cô, nhà mới mà. Tôi kêu đâu? Không kêu sao mà tôi lấy lại? Có biết số điện thoại đâu, tao kêu tao có biết đâu, tao kêu là tao không có tiền trả. Ừ. Thì nãy nó bán vé số trả từ từ mà. Dạ, nếu mà bán triệu bán vé số trả từ từ. Ừ. Thì vé số rồi chừng nào mà đi bán vé số mới có tiền. Mới bán chiều nay lấy mới bán có rồi. Mới bán ngày được nhiêu tờ? 200. Ừ ngày 200 ngàn phải không? Có góp 100. Gì? Mới đã 200 liền bây giờ là trời. Lấy cái 200 tờ rồi bán rồi trả. Thôi giờ trả tôi 108 ngày đi trừ 20 ngàn uống trà đá được rồi. Được. Được không? Được thì tôi vô chỉ cho chỗ tôi ăn tôi gáp. À. 100 à. 100 à. Thôi 101 rồi vậy. 100 thì chẳng. Hả? Ngày trăm thì chẳng. Tiền 101 á tôi được tính cho đủ số tiền số ngày á là mới đủ, 101 mới đủ. Chứ còn 100 mới lỡ cỡ ngày. Thì vô gáp đi rồi ta gáp rồi ta mới tính tiền sao, chưa gáp làm gì tính được. Rồi với cái bình ga với bếp ga này giá tiền bao nhiêu? Rồi mình tính ra ngày luôn, ngày góp luôn. Là trả cái luôn. Một hết trơn bộ này luôn 1 triệu mấy lần đó. Là trả góp cũng lâu lắm á. À 1 triệu mấy? 1 triệu 6 lần á. 1 triệu 6 góp mấy ngày? À, chú tính góp mấy ngày? 10 ngày 100 ngày 16 ngày. Đâu ngày. Góp mà phải 17 ngày mới được chứ. Trả lời nữa. Ừ. Đúng rồi. Trả lời. Trời ơi, rồi trả góp mà đâu phải trả tiền mặt đâu.
Trả tiền mặt hay tính khác? Trả tiền mặt thì góp 10, trả tiền mặt thì nếu mà trả tiền mặt luôn tính cho 1,5 triệu à. À. Nếu mà trả góp thì tính tới 1,7 triệu. Ờ. Ăn vậy giờ kia 200. Hả? Ăn kê 200. Ăn kê không có ăn kê, cái này là ăn lợi chứ không ăn kê. Rồi bán nước đá thiếu nè, có ăn lợi không? Có, ăn lợi chứ. À. Rồi giờ sao? Ra gáp không? Rồi nhà cô có bếp ga chưa? Chưa rồi. À. Bây giờ lỡ người ta bán thiếu cho rồi trả góp đi, mai mốt cô cũng làm đi vô tiền mà. Rồi vậy cũng được nữa. Rồi gáp thì vô chỉ chỗ cho gáp. Thì cả nhà vô nhà mới của cô Hòa Đen, thấy cô Hòa Đen đang lau nhà, ui rất là sạch sẽ luôn ha cả nhà, rất là gọn luôn ha. Chà, có cái mạng ha. Ngon, cái bếp đẹp quá. Đẹp không? Ồ, cái thau này để làm gì cô? Lau nước hay lau? À, lau nước ha. Dạ. Ôi, cô có kêu bình ga, bếp ga này kia không? Sao người ta điện lại? Cô kêu cô tiền đâu cô trả. Thì là con không biết nha. Chứ cô kêu bếp ga, rồi bếp gì mà nghe tới 1,000,000 á, thấy hơi mắc tiền á. Đúng là tiền nào của nấy á. Cái bình luôn. Cái bình luôn. Cái bếp đó là đi giá bao nhiêu hả chú? Cái bếp này là giá 720. Ủa, có cái ghẻ nhất là bao nhiêu? Cái ghẻ không là 480. Tại sao chú không lấy cái ghẻ cho cô Hòa Đen? Tại cô Hòa Đen mà, cổ nói là mà nhà mới, thay đồ mới, thay đồ xịn. Đồ xịn mấy triệu. Inox luôn hả? Inox xịn mấy triệu. Ôi, lấy inox luôn rồi cô. Sao lại vậy cô? Lấy dầu ăn miếng. Gắt cô Hòa Đen. Chú thấy phản ứng của cô Hòa Đen như thế nào chú? Thấy cô à. Bộ cũng bất ngờ là đem bình ga mới lại cho cô. Cổ thấy chưa có bếp mà thấy đem bình ga mới, bếp mới lại bất ngờ. Mừng á, vừa mừng mà vừa lo không biết có tiền trả không. Ôi, cái cọng dây nó xịn quá. À? Cọng dây nó đẹp quá. À? Dây quá anh. Tôi xịn mà. Thì sao? Mình tính để bên đây luôn hả? Để sát chắc không được. Để bên này. Bây giờ ngồi dời đâu cũng được. Dời qua đây. À, dời. Dời nó mềm mà. Dạ. Dời mềm ha. Dạ. À, mình lấy dầu ăn. Nó lâu ngày nó không có bị gầy gõ chỗ này. À, cô có biết xài bếp ga mà cái bếp ga của người ta? À, cô? Yeah. Cô có biết xài bếp ga mà cái bếp ga của người ta? Rồi đó giờ cô xài cái bếp ga nhỏ không mà cái này lâu lâu. Bây giờ bếp ga lớn nè. Đấy, ngồi chỉ theo chủ chỉ. Không có tiền nữa mà dám điện thoại kêu người ta lợi. Tôi nói rồi, tôi không có tiền trả, nó kêu góp kìa. Thì tôi nói gọi đó thì góp thì 17 ngày. Vậy thôi. Thế quá dễ dãi chưa? Hả? Rồi ông chủ đây cô có quen. Đi trong xóm. Rồi cô qua điện cho chú hồi sáng mấy giờ chú? Sáng nhất có khoảng 7 giờ mấy ba. Vậy đúng rồi. Tôi có điện. Vậy là nhờ người điện. Điện đấy là đùm lấy bình ga, bếp ga lại nhà của điện đâu, tôi của không cô Quả Đen á. Lấy thấy mất ngờ. Không có tiền thì cứ góp luôn đi. Với cô Quả Đen gì thấy cũng trắng lắm mà sao người ta kêu Quả Đen. Được nhà mới nè ha, rồi bình ga mới nữa nè ha. Này là cô bán vé số dành dụm là 12 ngày á cô ạ. Chứ gặp chú ấy lấy ghẻ đó. À, lấy có 17 ngày đó. Một ngày 100 ngàn đó cô. Ừ, không biết là cô bán hết 200 tờ hay không nè cô. Rồi, bữa nay cô Hòa Đen mua bình ga thì trời chuyển mưa luôn kìa cả nhà. Mưa luôn. Mưa râm râm luôn rồi kìa. Cứng chưa? Thiệt này.
Xít cứng hả? Cứng rồi, cứng rồi, cứng rồi. Tại cái tay tôi nó dính dầu ăn trơn. Sao rồi cô? Nói chú thợ hả? Chưa. Đang thở chỉ khỏi đâu. Mà để phía bên đây hay là phía bên đây? Cô muốn để bên nào? Bên hướng nào? Quay về hướng nào? Để đó luôn đi. Để vậy luôn phải không? Thấy không? Đó là muốn chị để bên đây, chỉ để xéo góc thôi. Đó. Nó xéo góc gì? Để như nãy đây. Nó rộng hơn, để như nãy đi. Để như nãy. Để như nãy nó đẹp hơn. Vì ngay chỗ này mình nấu ăn cái nó cái hơi nó thoáng ra ngoài ha. Dạ. Ừ, cái gì đó cái nó cái Wow, đã cái mọc cháy ha. Thì cô bà đang cho chú thợ lỡ rồi, cho chú thợ hướng dẫn xài luôn đi. Dạ. Nè, thì mở này nè. Khỏi mở, cái này tự động mà, khỏi mình khỏi mở, khóa khỏi gì hết. Khỏi khóa luôn á. Khỏi khóa luôn. Ờ, quay quanh khóa tự động mà. Khỏi mở ra, khỏi mở ra, khỏi đóng gì hết trơn, chỉ là lại bật vậy thôi. À. Đó hai cái lên lửa đều rồi ha. Rồi. Chú em thợ chưa? Bằng dao đó. Bây giờ cô thử ơi, cho cô thử cái này. Thử anh đây. Dạ. Cầm bên ga là cầm lại rồi nhấn vô. Quay lại. Đó, bên kia nữa. Yeah. Rồi tắt thử lại coi. Tắt sao? À. Rồi. À. Đó, được chưa? Được chưa? Được phải không? Đẹp không? Rất xịn mà lửa không đẹp sao được. Không có tiền kêu không có tiền mà chờ dám bút bếp xịn nữa. Bếp xịn luôn ha. Hay trả góp á, bên đợt này đó. Bên người bút á, vô mà lên lạ đi. Thôi bên đặt á là phải mà lên tới hồi. Tăng trang. Tăng ỏ nữa nha. Một bộ á. Bộ. Bình thơm mây, cái xe thơm mây, toàn bộ hả? Hơi mua VIP. Bán giá số tao. Bận á, phải bận á, mà ngại phải hộp anh pi hội bón mà bán chứ mà ngại xong đồ mà hội chen mà hội bón lắm. Thấy pi hội lật bán đập, pi hội bón này. Thấy hổm si, hổm bay, hổm thầm chốc, cập thay, cập thao thiết. Rồi đi. Lâu á, mà ngại mà hội, bán đập ngay. Rồi, tao mua vậy cho tao, người ta đã tặng cái ca. Tặng nữa. Nó rồi. Quên. Rồi. Sách bột bột ngọt rồi mà quên lấy cho tao. Thôi, lấy cái ca uống nước rồi. Có không? Ủa làm gì có ca? Chị ơi, bột ngọt cho ca thôi nhé. Ca mua tập bấy bún, bẹm bón bột ngọt cái tao xàm sắp bón lắm á. Nắp đỏ đó. Không có đâu. Vậy tao cho một cái phích. Tặng cho cái phích. Rồi đó chẳng thêm cái phích nữa. Biết sao không? Khỏi vậy là đổi ý không lấy bột ngọt, lấy cái phích. Cái phích giá cũng 30.000. Đặng đi bán vé số để nước đá uống. Trời tính cũng hay. Hay. Công nhận thiệt. Công nhận. Vậy là đổi lấy cái phích nước đá. Là khỏi lấy bột ngọt. Thì giá trị nó cũng bằng nhau. Rồi, cho tặng cho cái phích nước đá luôn. Rồi bây giờ thì cô cũng biết xài rồi đúng không cô? Dạ. Dạ. Nghe nói cô nhà cô qua ta làm nhà mới cho, có làm toilet tao cho luôn hả? Có, đẹp lắm nè. Đâu coi thử coi. Men xịn được không nữa ha, dán tường gạch men xịn nữa. Dạ. Êm quá trời luôn rồi. Đẹp không? Đẹp. À, cá đào hoa đen nó được cái toilet chứ cái nhà này là cuộc đời quá của đây nè. Quá trời đẹp rồi. Chú thấy sao? Đầy đủ luôn. Đầy đủ. Ngon lành luôn. Ngon lành luôn. Chỉ có đợi vô nước và vô điện. Vô nước vô điện là xài đó. À, điện thì có gì câu đuôi với chị. Còn mà nước thì có gì câu đuôi với chị. Nếu mà có khả năng thì vô em. Tôi bắt xài gạch men xịn nữa chứ giỡn sao? Xịn không? Men xịn luôn á. Quá trời quýt rồi còn gì nữa bằng nữa. Đúng rồi.
nhà tài trợ cho là nhà hảo tâm ta tài trợ cho vậy là cũng mình cũng mừng phải không? Mừng ha. Nếu mà quả đen ở chợ cuộc đời của quả đen biết sao chưa được cái nhà đâu được cái nhà gì ở nội cái toilet không là thấy đe, nó sạch sẽ mát mẻ rồi ha cô quả đen. Dạ. Đó, rồi có cái phòng nữa. Chà, phòng này cũng rộng dữ ta. Rộng. Rộng. Được có cửa sổ mát luôn hả? Luôn đó. Không có cửa sổ cửa nhôm đàng hoàng nó giỡn sao? Ừ, cửa nhôm kéo ra cái vô. Ừ. Mua cửa vậy. Chơi xài cửa nhôm nhôm xịn đâu không chứ giỡn sao? Không. Trời đất ơi cái nhà vậy là phước đức rồi. Đó. À, phá lại nữa không? Đó hẹp. Chúng ta bà đang hỏi nè, cái này muốn phá cửa làm sao? Khoan. Lấy vô sao? Trước khi muốn phá không? Như vậy, mình muốn phá đi đâu á là mình trước khi muốn phá là mình phải vậy. Ở trong là bấm nút vô. Ừ. Rồi mình lấy về nấy nè, cái gì á, nó mở được không? Đâu có được. Ủa rồi được chưa? À? Để gì luôn đi hả? Đó để gì luôn, nó khóa là nó phải vô. À? Trước khi mình khóa mình phải bấm cái nút của chồng vậy là khỏi vô luôn. Ừ, vậy là ngoài luôn đi vậy. Khỏi vô ngủ. Ê ngủ á, sao ngủ vậy, bây giờ khóa dính thì sao mà vô nữa. Ừ, mở sao. Gì? Được rồi. Đó, đó. Đó. Đó nào. Ngon lành ha. Đầy đủ hết luôn ha. Em đúng rồi. Đó. Tất nhà căn nhà tất cả nhà. Ừ. Hôm qua đó là con bằng giao nhà nhưng mà chưa có cái màn. Cái màn đó. Mà bữa nay được cái màn này ha. Dê đẹp ha. Ở bên đây là thêm cái màn nữa nè chú. Đó. Ăn đều hết rồi. Yeah. Ok là nha. Yeah. Rồi. Thì, nói chung á con cũng rất là chân thành cảm ơn chú. Chú cũng đã gáp bình ga này kia xong rồi ha. Rồi. Rồi cũng đã bắt xong rồi không chú? Rồi gáp xong hết trơn rồi đó. Gáp xong rồi, nó không có xì này kia. Không là em hết trơn rồi, hướng dẫn cô quả đen xài rồi. Dạ. Yeah. Rồi. Cô quả đen thì cũng ở gần đây các bạn. Rồi. Ở đây sát bên hả? À? Ở đây khoảng vài trăm mét thôi. Nếu mà cái giọng cô quả đen mà hét lên. Hét lên là nghe. Đứng ở ngoài ruộng này la là nghe đó. Nghe luôn. Nghe luôn. À. Thôi như vậy đi rồi gấp xong bàn giao xong rồi bây giờ trời cũng sắp mưa rồi. Vì không phải tôi xin phép trước nha. Dạ. Rồi. Rồi cô quả đen nhớ nghe là một ngày phải bán vé số là 100.000. 17 ngày nhớ cái gì đó. Rồi, rồi bye bye. Yeah. Giờ là con nói giỡn với cô đó cô. Thì cái bếp ga này á cũng nhận được tấm lòng vàng từ anh Hoàng sống bên thành phố Hồ Chí Minh. Số nhà là 687/60/9/2 Lạc Long Vân, phường 10 Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh đó cô. Được trước thì cũng có giúp đỡ cho cô là về cái phần dán viền gạch. Và bây giờ cũng có mua bếp ga cho cô nữa. Thì cô có lời gì cảm ơn đến anh Hoàng. Vậy làm cô hết hồn. Nói không kêu, nói bây giờ trả tiền người làm cô hết hồn cho cứ góp 17 ngày. Tại cái này một phần cũng tạo cho cô bất ngờ. Dạ. Bây giờ lại cô cũng không có khả năng để mua cái này đâu. Chứ cô đâu có dám mua mà để trả góp. Không. Nếu như mà không có lỡ người ta lấy tới nhà cũng lấy đại luôn. Lấy đại, ráng đi bán với số góp cho anh ta. À, thì bây giờ thì cô cũng đã có rồi cái phần này con trả tiền rồi. À, với ông chủ hồi nãy đó, thì cũng có bán cho con chỉ có giá là 1.500.000 đồng thôi. Dạ. Thì sau khi mà để bếp ở đây á, cái nhà, thì làm một cái cửa sổ gì nè. Chọn gì nè. Thông mát. À, thông mát. Khi mà mình nấu nướng này kia, hơi này kia, hơi nó bốc ra. Dạ. À, cũng ok rồi ha cô ha. Dạ. Rồi, thì nãy giờ thì cho anh cô thì có gì sai cũng rất mong là cô chú anh chị thông cảm bỏ qua cho Bình ha. Làm cô đen hết hồn. Rồi, thì nhà mới rồi. Thì mai mốt gì đó cô nhớ tranh thủ thì bán cái số ha. Yeah. Để về phần đó thì con sẽ lo cho cô 200 tờ để đi bán cái số ha. Yeah. Bán được từ thì góp lại trả cho con nha. Rồi. Và đang cảm ơn anh Hoàng ở thành phố nghe anh Hoàng. Chúc anh Hoàng mạnh khỏe, mạnh giỏi. Nhiều sức khỏe nghe anh Hoàng. Rồi. Thôi, giờ con cũng xin phép và khép video tại đây ha. Chúc bà con cô bác xem video tập vui vẻ ha. Mình xin chào tạm biệt các bạn cả nhà ha.